Xin chào mọi người. Mọi người ơi, vào xem live của em để chơi game đi nào. Mọi người ơi, vào xem live của em để chơi game đi ạ. Ai đang xem mọi người cho em xin một chấm mà mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé. Xin chào gái họ Triệu nhá. Xin chào bốn bạn đang xem ạ. Mọi người vào xem, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhé mọi người nhé. Đấy là điều kiện để mình chơi game nhé mọi người nhé. Xin chào Hoàng Mạnh này, xin chào Phan Thị Hải, xin chào Hảo Đông nhé mọi người nhé. Em xin chào 5 người đang xem ạ. Mọi người vào xem chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm. Sau đó nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em nhé mọi người nhé. Đấy là điều kiện để mình chơi game nhé mọi người nhé. Đẩy lượt view lên cho em đi để em sẽ bắt đầu chơi game ạ. Đẩy lượt view người xem lên để em bắt đầu chơi game nhé mọi người nhé. Đây ạ, phần thưởng là một thỏi son râu trị giá 265.000 nhé mọi người nhé. Xin chào Quảng Thị Hà này, xin chào say nhưng say không nan này, xin chào Tường Mai, xin chào 6 người đang xem nhé mọi người nhé. Nào mọi người vào chia sẻ cho em đi ạ, mọi người đã chia sẻ cho em chưa ạ? Mọi người sẵn sàng chơi chưa ạ? Ai sẵn sàng chơi mọi người comment sẵn sàng để em bắt đầu chơi nhé mọi người nhé. Ai đã sẵn sàng chơi rồi thì mọi người comment sẵn sàng để em bắt đầu chơi game với mọi người ạ. Hôm nay là buổi cuối live stream của bài tập 5 buổi live stream liên tiếp của em nhé mọi người nha. Nên là mọi người nhanh tay vào để chơi game nhận quà. Xin chào Hảo Đông, xin chào gái họ Triệu nha. Nào mọi người sẵn sàng chưa ạ để em bắt đầu chơi game nào. Nào mọi người đẩy lượt view lên đi ạ. Tụt quá rồi ạ. Xin chào anh nhá. Em bắt đầu chơi game nhá mọi người nhá. Mọi người chỉ cần comment hai số cuối, chỉ cần comment hai số cuối của tờ series 500.000 nhá mọi người nhá. Ai trả lời đúng, đúng nhất và nhanh nhất. Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất và làm đủ các bước em đã nói trên thì sẽ được một thỏi son râu trị giá 265.000 của công ty Mini Garden nhá mọi người nhá. Xin chào Hương Lưu Ly nhá. Em xin nói lại thể lệ cuộc chơi nhá mọi người nhá. Là có đó là bước 1, mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em. Bước 2, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm. Bước 3 là mọi người chỉ cần comment hai số cuối tờ series 500.000. Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất sẽ được một thỏi son râu trị giá 265.000 nhá mọi người nhá. Xin chào chị Hương Ruby nhá. Mọi người nghe rõ chưa ạ? 15 chưa đúng nhá chị Hương nhá. Còn nếu như mọi người trả lời đúng rồi sau đó mọi người mới chia sẻ thì cũng không được quà đâu nhá mọi người nhá. Mọi người trả lời đúng mới chia sẻ em cũng không tặng quà cho mọi người đâu ạ. 34 chưa đúng ạ, 69 chưa đúng ạ, 78 chưa đúng, 71 chưa đúng ạ, 56 chưa đúng, 53 chưa đúng, 59 chưa đúng nhá. Chị 87 chưa đúng nhá, Hảo Đông nhá, 52 chưa đúng nhá, Hương Ruby nhá. Nào mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi nào. 75 chưa đúng ạ, 69 chưa đúng, 43 chưa đúng ạ. 82 chưa đúng, 89 chưa đúng. Và một yêu cầu nhỏ nữa là mọi người comment thì mọi người comment những số ngẫu nhiên nhá. Mọi người đừng comment những số liền tù tì, ví dụ như 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 như thế là em không chấp nhận đâu nhá mọi người nhá. Mọi người comment số ngẫu nhiên giúp em nhá mọi người nhá. 51 chưa đúng, 25 chưa đúng, 84 chưa đúng, 42 chưa đúng, 47 chưa đúng, 22, 39. Mọi người em chưa nhìn thấy đáp án đúng đâu ạ. Em chưa nhìn thấy đáp án đúng của ai nhé mọi người nhá.
không chín chưa đúng, 36 chưa đúng ạ, 93 chưa đúng. Nào mọi người chia sẻ đi, tăng lượt view lên 20 người xem em sẽ gợi ý cho mọi người ạ. Lên 20 người xem em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. Xin chào Hồng Khánh đang xem này. À, 96 chưa đúng ạ. 74 chưa đúng, 95 chưa đúng, 11 chưa đúng ạ. Mọi người lên 20 lượt xem đi, em sẽ gợi ý ạ. Xin chào chị Thủy Lê nhá. À, 85 chưa đúng, 27 chưa đúng, 06 chưa đúng, 69 chưa đúng nhá mọi người nhá. 92 chưa đúng ạ. 94 chưa đúng, 43 chưa đúng. Nào mọi người lên 20 lượt xem đi, em sẽ gợi ý nhá. Son râu của công ty Mini Garden là son kem nhé mọi người nhé, son kem lì, siêu lì và mịn ạ. À, độ lì của nó từ 8 đến 10 tiếng nhé mọi người nhé. Giá niêm yết của cây son này trên thị trường là 265.000 ạ. Và đặc biệt khi mọi người mua trực tiếp trên livestream sẽ được em sẽ được mua một son và tặng một son nhé mọi người nhé. Mười bốn chưa đúng nhá, Hảo Đông nhá, 36 chưa đúng ạ, 50 chưa đúng, 22 chưa đúng, 88 chưa đúng ạ. Nào mọi người chia sẻ lên 20 người xem đi, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Em xin nói lại thể lệ cuộc chơi cho những ai mới vào xem nhá mọi người nhá. Em nói lại thể lệ cuộc chơi cho những ai mới vào xem, đó là bước 1 mọi người nhấn kết bạn cộng theo dõi nick Facebook Nguyễn Thị Ngân này. Bước 2 mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Bước 3 là mọi người comment hai số cuối của tờ series 500.000 nhá mọi người nhá. Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất phần thưởng sẽ là một thỏi son râu trị giá 265.000 ạ. Mọi người nghe rõ chưa ạ? Và mọi người nhớ là mọi người phải chia sẻ xong đó mọi người trả lời đúng mới được quà nhá. Còn nếu như mọi người trả lời đúng rồi sau đó mọi người mới chia sẻ em cũng không tặng quà đâu nha mọi người nhá. Xin chào chị Vũ Nga nhá. 50 chưa đúng, 51 chưa đúng ạ. 28 chưa đúng, 49 chưa đúng. Em xin gợi ý cho mọi người nhá. Lên hơn 20 người xem rồi em sẽ gợi ý cho mọi người ạ. Em sẽ gợi ý cho mọi người là trên số 20 và dưới số 90 nhá mọi người nhá. Trên số 20 và dưới số 90 ạ. 66 chưa đúng, 84, 36, 73, 18, 74, 94, 27 chưa đúng nhá mọi người nhá. Lại tụt mất người xem rồi ạ, mọi người chia sẻ lên đi nào. Đẩy lượt view lên cho em đi ạ. Mọi người đẩy lượt view lên cho em đi nào. 37 chưa đúng này, 96 chưa đúng này, 76 chưa đúng này, 58 chưa đúng này, 17 chưa đúng. Mọi người ơi, em gợi ý cho mọi người rồi nhá. Em gợi ý cho mọi người là trên số 20 và dưới số 90. Nên là mọi người comment từ 20 hất lên và từ 90 đổ lại nhá mọi người nhá. Mọi người nghe rõ không ạ? 57 chưa đúng, 26 chưa đúng, 88 chưa đúng, 47 chưa đúng ạ. Nào mọi người lại đẩy lượt view lên cho em đi để em tiếp tục gợi ý cho mọi người ạ. 67 chưa đúng nhá, 75 chưa đúng nhá, 45 chưa đúng, 50 chưa đúng, 22 chưa đúng ạ. 59 chưa đúng, em chưa nhìn thấy đáp án đúng của ai nhá mọi người nhá. Em xin giới thiệu một chút về sản phẩm son râu của công ty em nhé mọi người nhá. Son râu giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 ạ. Và đặc biệt khi mọi người mua trực tiếp trên live thì mọi người sẽ được mua một son và tặng một son và được free ship nhé mọi người nhá. Và được free ship nhá, lên mọi người ai muốn mua son thì mọi người nhanh tay đặt hàng giúp em ạ. Khi mua trực tiếp trên live sẽ được mua một son, tặng một son và free ship ạ. 79 chưa đúng, 45 chưa đúng này. Mọi người em vẫn chưa nhìn thấy đáp án đúng của ai đâu nhá. Mọi người chia sẻ lên 40 người xem đi, em sẽ tiếp tục gợi ý cho mọi người ạ. Lên 40 người xem em sẽ tiếp tục gợi ý ra đáp án cho mọi người luôn nhá mọi người nhá. 68 chưa đúng ạ, 82 chưa đúng ạ, 27 chưa đúng này, 29 chưa đúng này, 78 chưa đúng này, 30 chưa đúng này, 41 chưa đúng này, 32 chưa đúng, 35 chưa đúng ạ, 25 chưa đúng, 42 chưa đúng. Mọi người chia sẻ mạnh lên ạ, càng tụt lượt view của em rồi ạ. Là mọi người mới vào xem mọi người đã làm đủ các bước chưa nhỉ? Mọi người mới vào xem mọi người nhớ là chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé. Sau đó nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhé. Nếu như mọi người trả lời đúng rồi mà mọi người mới chia sẻ thì em cũng không trao quà đâu nha mọi người nhá. 29 chưa đúng ạ, 48 chưa đúng, 35 chưa đúng ạ, 85 chưa đúng, 59 chưa đúng, 23
chưa đúng, 59 chưa đúng ạ. 24 chưa đúng nhá mọi người nhá. Em chưa nhìn thấy đáp án đúng của ai đâu nhá mọi người nhá. 86 chưa đúng, 60 chưa đúng ạ. 96 chưa đúng ạ. 44 chưa đúng ạ. 87 chưa đúng nhá mọi người nhá. 54 chưa đúng, 55 chưa đúng, 85 chưa đúng, 87 chưa đúng, 65 chưa đúng ạ. Nào mọi người chia sẻ lên ạ, sao tụt hết lượt view rồi ạ? Tụt hết lượt view rồi là em không gợi ý nữa đâu nhá mọi người nhá. 20 chưa đúng, 88 chưa đúng, 85 chưa đúng, 65 chưa đúng ạ. Nào mọi người chia sẻ mạnh tay lên ạ, tụt hết lượt view rồi, lên lượt view 40 người xem em sẽ tiếp tục gợi ý lần thứ hai cho mọi người nhá. 56 chưa đúng, 72 chưa đúng, 35 chưa đúng ạ. Hai tư chưa đúng này, 76 chưa đúng, 53 chưa đúng này, 67 chưa đúng ạ, 45 chưa đúng, 34 chưa đúng nhé mọi người nhá. Mọi người ơi, em gợi ý là dưới số 90 nhá mọi người nhá, dưới số 90 và trên số 20 nên là mọi người chỉ đoán từ trong vòng từ 20 đến 90 thôi nhá mọi người nhá. 76 chưa đúng, 83 chưa đúng, 67 chưa đúng, 29 chưa đúng, 82 chưa đúng, 50 chưa đúng. Năm năm chưa đúng, 38 chưa đúng. Nào mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi ạ. À, mọi người ai mới vào xem thì chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. À, để em tiếp tục gợi ý tiếp cho mọi người là lên 40 người xem đi, em sẽ tiếp tục gợi ý tiếp nhá mọi người nhá. 22 chưa đúng, 75 chưa đúng, 38 chưa đúng, 21 chưa đúng ạ, 83 chưa đúng, 90 chưa đúng, 53 chưa đúng. Em vẫn chưa nhìn thấy đáp án đúng của ai ạ. À, 51, 53, 61, 44, 92 chưa đúng ạ, 66 chưa đúng ạ. Sao nó cứ tụt hết lượt. Nào mọi người chia sẻ lên 30 người xem đi, em sẽ gợi ý tiếp nào. 30 chưa đúng, 39 chưa đúng, 40 chưa đúng ạ, 44 chưa đúng ạ, 68 chưa đúng này, 50 chưa đúng này, 49 chưa đúng, 27 chưa đúng ạ. Mọi người ơi, em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy đáp án đúng của một bạn rồi. Em đã nhìn thấy đáp án đúng của một bạn rồi nhá mọi người nhá. Nhưng em sẽ không nói tên ở trên này đâu ạ. Sau khi kết thúc livestream em mới thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Sau khi kết thúc livestream em mới thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Sau khi kết thúc live em mới thông báo kết quả. Nên là mọi người ai đã vào xem thì mọi người cố đợi đến sau cái livestream này em sẽ thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Em nhìn thấy có một bạn trả lời đúng rồi ạ. Nên là sau khi kết thúc cái live này thì em mới thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Còn bây giờ em sẽ chuyển sang phần đấu giá sản phẩm nhá mọi người nhá. Đây ạ, một hộp son râu của công ty Mini Garden, giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nha mọi người nhá. Hôm nay em sẽ đấu giá cho mọi người từ 0 đồng thôi ạ. Đấu giá sản phẩm từ 0 đồng nhá. Trong vòng 5 phút bạn nào đấu giá sản phẩm cao nhất thì em sẽ chốt cho người đó nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay vào trả giá sản phẩm đi nào, trả giá từ 10.000 lên giúp em nha. Ví dụ như 10.000 này, 20.000, 30.000, 40.000 nha mọi người nhá. Trong vòng 5 phút em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất ạ. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nha mọi người. Khi mọi người đấu giá được thì mọi người muốn chọn màu nào cũng được nhá. Bên công ty em có 9 màu son chính cho mọi người lựa chọn ạ. Mọi người trả giá từ 10.000 lên giúp em nhá mọi người nhá. Ví dụ như 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 nha mọi người nhá. Em đã
ngừng chơi game rồi nha, nên là mọi người kết thúc game cho em ạ. Cuối cái like này thì em mới thông báo kết quả nha mọi người nhá. Cuối cái like này em mới thông báo kết quả. Nếu như ai đoán đúng rồi mà không còn xem ở like nữa thì em sẽ không trao phần thưởng cho người đấy đâu nhá mọi người nhá. Bà nhỏ trả 20.000 rồi ạ. Phan Thị Hải trả 30.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Đây là hàng của công ty Mini Garden nha mọi người nhá. Sản phẩm của công ty Mini Garden ạ. Nó có đây à, đây là cái mã vạch này, còn đây là cái tem điện tử nhá. Bên ngoài của nó có một lớp bạc, mọi người cào cái lớp bạc này ra nó sẽ hiện lên mã số cho mọi người, sau đó mọi người soạn tin là XL gửi đến tổng đài 8099 nhá. Thì bên công ty em sẽ gửi lại cho mọi người tin nhắn là mọi người đã mua đúng hàng giả hay là hàng thật nhá mọi người nhá. Nếu như mọi người phát hiện ra hàng giả thì mọi người sẵn sàng đập hàng lại trả em và mọi người bốc phốt em lên Facebook nha mọi người nhá. Bảo Bình 50.000 ạ. Linh Heavy là 60.000 rồi nha mọi người nhá. Hiện tại giá cao nhất là 60.000 ạ. Mọi người ơi, mọi người trả giá tăng lên 10.000 giúp em đi ạ. Ví dụ như là 60.000 thì 70.000, 80.000, 90.000 nhá mọi người nhá. Hiện tại giá cao nhất là 60.000 ạ. Nào mọi người trả giá đi ạ. Ai muốn mua hộp son này thì mọi người nhanh tay mà trả giá nhé. Phan Thị Hải 70.000 rồi ạ. Và em xin lưu ý nhắc nhở mọi người một điều là mọi người phải chắc chắn mua thì mọi người hãy vào trả giá nhá, chứ còn đừng mọi người trả giá cho sang mồm xong mọi người lại không lấy hàng nhá mọi người nhá. Rất nhiều khách là chỉ trả cho sang mõm thôi, xong đến lúc này hàng đến thì lại không lấy hàng nữa ạ. Phan Thị Hải trả 70.000 rồi ạ. Trang Say trả 80.000 rồi ạ. Hiện tại giá cao nhất là 80.000 nha mọi người nhá. Sau khi kết thúc cái live này thì em mới thông báo kết quả game, nên là mọi người cố gắng đợi đến cuối cái live này em sẽ thông báo kết quả game nhá. Còn nếu như ai không xem ở cái game này nữa thì em sẽ không tặng quà đâu nha mọi người nhá. Phan Thị Hải 90.000 rồi ạ. Thủy Lê 100.000 rồi ạ. Thủy Lê 100.000 nhá mọi người nhá. Bà nhỏ trả 90.000, thấp hơn giá 100.000 của Thủy Lê rồi nhá. Trang Say 110.000. Thấy em không chị Bảo Bình. Bảo Bình ơi, mình có nhìn thấy nhá. Thủy Lê 120.000 rồi ạ. Là mọi người ơi, nhanh tay lên, chỉ trong vòng 5 phút thôi nhá. Hết 5 phút này em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất đấy nhá mọi người nhá. Nên mọi người ai muốn mua thì mọi người nhanh tay lên nào. Nào mọi người nhanh tay lên ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Vũ Lê trả 130.000 rồi nhá mọi người nhá. Hiện tại giá cao nhất là 130.000 của Vũ Lê ạ. Thủy Lê trả 140.000 rồi ạ. Mà mọi người nhanh tay lên, chỉ còn 2 phút cuối nhá. Chỉ còn 2 phút nữa thôi ạ, là em sẽ bán cho ai trả giá cao nhất nhá. Trang Say 150.000 rồi ạ. Trang Say trả 150.000 rồi ạ. Là mọi người ai muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 150.000 nhá. Thủy Lê trả 160.000 rồi ạ. Đây là son râu của công ty Mini Garden nhá mọi người nhá. Hàng chính hãng của công ty Mini Garden ạ. Nguyễn My trả 180.000 rồi ạ. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000. Khi mọi người mua trên đấu giá như thế này thì mọi người sẽ mua được với giá rẻ hơn với giá niêm yết của nó trên thị trường nhá mọi người nhá.
Thủy Lê trả 190.000 rồi mọi người ơi. Là mọi người nhanh tay lên nào. Hết giờ em sẽ chốt nha mọi người nhá. Hết 5 phút em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất ạ. Hiện tại giá cao nhất là 190.000 của chị Thủy Lê nha mọi người nhá. Còn 1 phút nữa ai trả giá, mọi người chỉ cần trả giá trên 190.000 là mọi người đã mua được một hộp son râu trị giá 265.000 nha mọi người nhá. Mọi người chỉ cần tăng 10.000 lên nữa là 200.000 là mọi người đã mua được một hộp son râu trị giá 265.000 rồi ạ. Hàng chính hãng, nếu như mọi người phát hiện ra đây là hàng giả, hàng nhái thì mọi người có thể gửi trả lại hàng cho em nhé mọi người nhá. Mọi người trả lại hàng giúp em ạ. Còn 1 phút nữa nha mọi người nhá. Còn 1 phút nữa để mọi người đấu giá sản phẩm này ạ. Giá hiện tại cao nhất là 190.000 nhá. Mọi người chỉ cần trả giá trên 190.000 là mọi người đã mua được hộp son râu này nhá mọi người nhá. Đây ạ, bên trong sản phẩm gồm một thỏi son và một lọ dầu dưỡng môi nhá mọi người nhá. Một thỏi son râu và một lọ dầu dưỡng môi ạ. Son thì mọi người có thể được lựa chọn 9 màu son chính của công ty em nhá. Nên là mọi người nhanh tay và trả giá đi, là còn 1 phút nữa em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất ạ. Bên trong hộp son có phiếu bảo hành 10 triệu đồng. Nếu như mọi người phát hiện ra bên trong sản phẩm nhiễm trì hoặc thủy ngân vượt quá mức quy định của công ty nhá mọi người nhá. Đây ạ, phiếu bảo hành 10 triệu đồng này ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Có ai trả giá trên 190.000 không để em chốt ạ. Hết gần hết giờ rồi ạ. Gần hết giờ rồi em sẽ chốt nha mọi người nhá. Là lên mọi người, ai muốn mua mọi người chỉ cần trả giá tăng lên 10.000. Cần chỉ cần trả giá tăng lên 10.000 là đã được một hộp son như thế này rồi ạ. Em sẽ chốt cho chị Thủy Lê nhá mọi người nhá. Không ai trả giá nữa em sẽ chốt cho chị Thủy Lê ạ. Chị Thủy Lê inbox cho em xin số điện thoại cộng địa chỉ nhá chị Thủy Lê nhá. Để em sẽ để hàng cho chị Thủy Lê nhá mọi người nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang đấu giá BB Stick nhá mọi người nhá. BB Stick là kem lèn che khuyết điểm nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Em cũng đấu giá cho mọi người từ 0 đồng thôi nhá mọi người nhá. Đấu giá từ 0 đồng thôi ạ. Là trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất thì sẽ được mua nhá mọi người nhá. Em sẽ bắt đầu đấu giá nhá mọi người nhá. Em bắt đầu đấu giá rồi nên mọi người nhanh tay vào trả giá đi nào. Kem nền BB Stick giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Hôm nay em sẽ đấu giá trực tiếp trên live cho mọi người từ 0 đồng. Trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất em sẽ chốt cái BB Stick này cho người đấy nhá mọi người nhá. Là lên mọi người vào trả giá đi ạ. Trả giá từ 0 đồng mọi người cũng trả tăng lên 10.000 giúp em nhá. Ví dụ như 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Nào mọi người nhanh tay mọi người nhanh tay vào trả giá đi ạ. Bảo Bình trả 80.000 rồi ạ. Bàn nhỏ trả 30.000. Anh hiện tại Bảo Bình trả giá 80.000 là cao nhất nha mọi người nhá. Bà nhỏ trả 90.000 rồi ạ. Nguyễn My trả 70.000, giá thấp hơn 90.000 của bà nhỏ nhá mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nha mọi người nhá. Bảo Bình trả 90.000 rồi ạ. Giá niêm yết của cây BB Stick này trên thị trường là 315.000 nhá. Nguyễn My trả 100.000 nhưng mà trả sau Bảo Bình rồi nhá. Nguyễn My muốn mua thì Nguyễn My phải trả giá trên 100.000 nhá mọi người nhá. Bảo Bình trả 120.000 rồi ạ. Bà nhỏ trả 110.000, thấp hơn giá của Bảo Bình rồi nhá bà nhỏ nhá. Mọi người phải trả giá cao hơn người trước vừa trả nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Hết 5 phút em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Hiện tại Bảo Bình trả 120.000 ạ. Hiện tại Bảo Bình trả 120.000 là giá cao nhất cho
cây BB Stick này nhá mọi người nhá. Thời gian bắt đầu đang trôi qua rồi ạ, hết 5 phút em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất nào, lên mọi người nhanh tay lên ạ. Comment nhảy sao? Mọi người ơi, mọi người cứ phải trả giá cao, ví dụ như có bên như ví dụ như Bảo Bình trả 120.000. Ai trả giá sau và muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 120.000 là 130.000 hoặc 140.000, 150.000 nhá mọi người nhá. Cứ hết giờ là ai trả hết 5 phút ai trả giá cao nhất thì em sẽ chốt cho người đấy nhá mọi người nhá. Chỉ có mua trên livestream thì mọi người mới mua được cái giá là đấu giá và mua được cái giá rẻ hơn với cái giá thị trường của nó nhá mọi người nhá. Còn giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 đấy ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Hiện tại Bảo Bình trả 120.000 ạ. À. 2 phút đã trôi qua rồi nhá mọi người nhá, 2 phút đã trôi qua rồi ạ. À. Còn 3 phút nữa nha mọi người nhá, còn 3 phút nữa thôi ạ. À. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Chào Ngân, chào chị Đỗ Thị Loan nha mọi người nhá. Là mọi người ơi nhanh tay lên nào, gần hết 5 phút rồi. Hiện tại giá cao nhất là 120.000 của Bảo Bình nhá mọi người nhá. Hết 5 phút em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất, lên mọi người vào trả giá nhanh tay lên ạ. Nào có ai trả giá? Chị Đỗ Thị Loan trả 130.000 rồi ạ. Nào tăng giá lên 130.000 rồi nhá mọi người nhá. Còn 2 phút nữa thôi ạ, còn 2 phút nữa nhá. Còn 2 phút nữa em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay giúp em lên nào. Còn 2 phút nữa em sẽ chốt ạ. Nào mọi người nhanh tay lên giúp em đi ạ. Có ai trả giá trên 130.000 của chị Đỗ Thị Loan không nhỉ? Không thì em sẽ chốt nhá mọi người nhá. 12 người đang xem mà không ai trả giá nữa thì em sẽ chốt cho chị Đỗ Thị Loan nhá mọi người nhá. Hết giờ em sẽ chốt cho chị Đỗ Thị Loan ạ. Hết giờ em sẽ chốt cho chị Đỗ Thị Loan nhá mọi người nhá. Em đã chốt cây BB Stick này cho chị Đỗ Thị Loan rồi ạ. Em sẽ tiếp tục đấu giá tiếp nha mọi người nha. Em sẽ tiếp tục đấu giá tiếp. Đó là một thỏi son màu em sẽ đấu giá màu đỏ cam nhé mọi người nhá. Đây ạ, một hộp son màu đỏ cam đây ạ. Một hộp son màu đỏ cam nhé mọi người nhá. Nào mọi người có muốn mua đấu giá nữa không nhỉ? Một hộp son màu đỏ cam nhé mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay vào trả giá đi ạ. Một hộp màu đỏ cam này. Nào mọi người vào trả giá đi nào.
Giá niêm yết là 265.000 nha, em sẽ đấu giá màu đỏ cam cho mọi người nhá. Mọi người trả giá từ 0 đồng giúp em nhá. Ví dụ như là 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 nha mọi người nhá. Phan Thị Hải trả 10.000 rồi ạ. Bà nhỏ 40.000 ạ. Hộp son này là màu đỏ cam nhé mọi người nhá. Phan Thị Hải 50.000 ạ, Bảo Bình 80.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Hào Đông trả giá thấp rồi nhá. Đấu giá son đỏ tươi đi. À, Thúy Cường ơi, nếu như không ok sau cái màu này mình sẽ đấu, hoặc là mọi người không thích màu này thì mọi người sẽ chuyển sang được màu khác nhá. Thúy Cường nhá, có thể đổi màu được mà. Mình đủ các màu luôn, đủ 9 màu chính của công ty luôn nhá. Ví dụ ai mà chốt được giá rồi mà mọi người không thích màu đỏ cam mà mọi người muốn chuyển sang màu đỏ tươi hoặc màu hồng san hô hoặc là màu đỏ hồng hoặc là màu gì em cũng sẽ đổi cho mọi người nha mọi người nhá. Hào Đông 90.000 ạ, Bảo Bình 110.000 rồi ạ. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nha mọi người nhá. Đây là màu đỏ cam, còn nếu như mọi người không thích đỏ cam thì mọi người có thể đổi, em sẽ đổi cho mọi người màu bất kỳ mà mọi người thích nhá mọi người nhá. Bảo Bình trả 110.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay và trả giá giúp em đi nào. Hết 5 phút em sẽ tiếp tục kết thúc và trao cho ai trả giá cao nhất nhá mọi người nhá. Bảo Bình trả 110.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. BB stick dùng dễ không ngân à, dùng có BB stick dùng dễ không. BB stick thì ai dùng chẳng được. Thúy Cường nhé, BB stick ai dùng cũng được. Người già dùng cũng được, người trẻ dùng cũng được, trung niên dùng cũng được, bọn học sinh nó cũng dùng cũng được nhá. Ai dùng cũng được. Từ tầm từ 65 tuổi đổ lại là dùng được hết nhá. Từ 65 tuổi đổ lại dùng được hết nhá. Ai dùng cũng được nhá mọi người nhá. Nánh Safi trả 160.000 rồi ạ. Nánh Safi trả một hộp son này là 160.000 rồi nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay rút, em trả giá để em nhanh tay hết giờ em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Hết 5 phút em sẽ chốt, lên mọi người nhanh tay lên nào. Chơi như nào chị ơi? À chị Yến Linh ơi, em đang chơi đấu giá sản phẩm nhá. Trong vòng 5 phút ai trả giá cái hộp son này cao nhất thì em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 ạ. Và hiện tại chị Nánh Safi giảm 160.000 rồi nhá mọi người nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 160.000, mọi người tăng lên cho em 10 giá nha. Ví dụ như là 160.000 thì mọi người trả lên là 170.000 hoặc 180.000 hoặc 190.000 nhá mọi người nhá. Chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi nhá mọi người nhá. Còn hơn 1 phút nữa thôi ạ. À. Em không ai trả giá cao hơn 160.000 hết, hơn 1 phút nữa là em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Yến Linh 165.000 ạ. Chị Yến Linh trả 165.000 rồi ạ. Nào chị Yến Linh trả 165.000 rồi nào mọi người nhanh tay lên nào. Không hết giờ em sẽ chốt nha mọi người nhá.
Còn 1 phút nữa nha mọi người nha, còn 1 phút nữa để mọi người trả giá. Nào mọi người nhanh tay lên. Không mua trên đấu giá này thì quá tiếc luôn ạ. Chưa ở ngoài khi kết thúc livestream thì không bao giờ có cái giá rẻ hơn là 265.000 nha mọi người nhá. Khi kết thúc live thì không có giá rẻ hơn đâu ạ. Các sản phẩm khi kết thúc live là em đều trở về với giá niêm yết của nó trên thị trường nha mọi người nhá. Đó là 265.000 này. Và khi mọi người mua trực tiếp, trên live thì mọi người mua trực tiếp trên live là 265.000, mọi người sẽ được tặng thêm một son nữa và được free ship. Nên mọi người ai có nhu cầu mua thì mọi người nhanh tay mua trực tiếp trên live đi ạ. Vừa lại đầu giá BB giờ tích quên không xem. Thế thì tí nữa muốn mua thì tí nữa mình sẽ tiếp tục đấu giá nhé mọi người nhá. Tí nữa mà muốn mua thì mình sẽ tiếp tục đấu giá nhá. Bây giờ cũng là mùa cưới nhiều này và cũng gần Tết rồi nên là nhu cầu mọi người mua sắm son phấn lên rất cao nhá mọi người nhá. Và chỉ khi mọi người mua trực tiếp trên live như thế này thì mọi người mới mua được giá rẻ ạ. À, chị Yến Linh trả 165.000 thì không ai trả giá cao hơn nữa thì em sẽ chốt nha mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay lên ạ, gần hết giờ rồi. 30 giây cuối em cho thêm mọi người thêm 1 phút nữa đi xem có ai trả giá cao hơn. Có ai trả giá cao hơn chị Yến Linh là 165.000 không ạ? Không thì em sẽ chốt cho chị Yến Linh nhá mọi người nhá. Là em cho mọi người thêm 1 phút nữa để chốt ạ. Mọi người chỉ cần trả giá thêm 10.000 trên 165.000 nữa là được thôi ạ. Xin chào Văn Tiến nhá. Còn nếu như không ai trả giá nữa thì em sẽ chốt nhé, em sẽ chốt cho chị Yến Linh ạ. Em sẽ ghim chị Yến Linh rồi em sẽ chốt cho chị Yến Linh nhé mọi người nhá. Nào mọi người còn muốn mua son, muốn mua đấu giá nữa không ạ? Muốn mua đấu giá son nữa hay là muốn mua đấu giá BB Stick để em đấu giá cho mọi người là. Đây là em sẽ đấu giá lốt một cái BB Stick nha đâu ạ. Em sẽ đấu giá lốt một cái BB Stick cho mọi người nha, là em sẽ bắt đầu đấu giá lốt một cái BB Stick nữa thôi ạ. Em sẽ đấu giá lốt cái cây BB Stick này nha, là ai muốn mua thì mọi người nhanh tay chốt cho em đi nào. Trả giá từ 10.000 nhé mọi người nhá. Trả giá cho em từ 10.000 nhá mọi người nhá. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 lên nhá. Là em bắt đầu đấu giá rồi ạ. Nhanh tay lên chỉ trong vòng 5 phút nữa thôi nhá mọi người nhá. Bảo Bình 50.000 rồi ạ. Bảo Bình trả 50.000 rồi nhá mọi người nhá. BB đi ok Thúy Cường nha. Mình đang đấu giá BB Stick đấy ạ. Bảo Bình trả 50.000 rồi nhá Thúy Cường nhá. Thúy Cường phải trả giá trên 50.000 đi ạ. Bà nhỏ 60.000 rồi ạ. Bảo Bình 80.000 rồi ạ. Nào em sẽ chốt lốt cái này là cho ai đây ạ? Bà nhỏ trả 80.000 rồi nhá. À, nánh Safi trả 60.000, giá thấp hơn 80.000 rồi nhá. Thúy Cường 100.000 ạ. Ôi hồi hộp quá trời, sợ người khác mua mất hí tí sau này. Chị em in qua cho em. Ok chị Yến Linh nhá, là chị Yến Linh muốn mua BB Stick nữa thì nhanh tay vào đấu giá đi ạ. Để em sẽ ship luôn một thẻ cho ai đạt được cái BB Stick này nhá. Bà nhỏ 110.000 rồi ạ. Yến Linh 120.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Hết 5 phút em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Yến Linh trả 120.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào.
Thúy Cường 130.000 rồi ạ. Em sẽ like lớp cái BB sở tích này nhá mọi người nhá. Lên mọi người ai muốn mua thì nhanh tay trả giá giúp em đi ạ. Thúy Cường 130.000 ạ. Yến Linh 140.000, Tường Mai 150.000 rồi ạ. Nào hiện tại giá cao nhất là 150.000 nha mọi người nhá. Hiện tại giá cao nhất là 150.000 ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Hiện tại giá cao nhất là 150.000 nhá. Nó có hai tông màu cho mọi người lựa chọn ạ. Tông 21 dành cho những người da trắng, da sáng, da ít khuyết điểm thì mọi người lên dùng tông 21 nhá. Còn tông 22 dành cho những người da đen, da sạm, da nhiều khuyết điểm thì mọi người sẽ dùng tông 22 để cho nó làm trắng sáng da mình hơn nhá. Nó có hai tông để mọi người lựa chọn nên là xong ai chốt được cái BB stick này thì mọi người chốt màu, chốt tông màu cho em nhá. Tường Mai trả 150.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay mà trả giá đi nào. Hết 2 phút rồi nhá mọi người nhá. Nếu như không ai trả giá nữa thì em sẽ chốt nha mọi người nhá. Hết 5 phút em sẽ chốt, em chỉ like lốt cái BB stick này thôi ạ. Em chỉ like lốt cái BB stick này và em sẽ công bố kết quả game nhé mọi người nhé. Nào lên mọi người nhanh tay lên nào. Nào mọi người có ai trả giá trên 150.000 không ạ? Nào mọi người nhanh tay lên nào. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nha mọi người nhá. Giá niêm yết trên thị trường là 315.000 đấy ạ. Nào hiện tại giá cao nhất là 150.000 của chị Tường Mai ạ. Nhá mọi người nhá. Rồi ạ, 170.000 của ai đây? Của Thủy Lê. Vũ Thị Mai 200.000 rồi ạ. Yến Linh 175.000, chị giả thấp hơn của chị Vũ Thị Mai rồi nhá. Chị Vũ Thị Mai trả 200.000 ạ. Thủy Lê trả 210.000 rồi ạ. Hết giờ em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Vũ Thị Mai trả 230.000 rồi là mọi người ơi, nhanh tay lên ạ. Nào hết giờ em sẽ chốt nào mọi người. Em sẽ 1 phút nữa nhá. Em sẽ cho thêm 1 phút nữa thôi ạ. 1 phút cuối cùng nào mọi người nhanh tay lên nào. 1 phút cuối cùng nữa nhá. 1 phút cuối cùng ạ. Mọi người trả giá trên 230.000 là mọi người đã được một hộp BB stick này nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Hiện tại chị Vũ Thị Mai trả 230.000 là cao nhất nhá mọi người nhá. Nào chỉ còn 1 phút nữa em sẽ chốt nhá. Nhanh tay lên nào. Còn không ai trả lời em sẽ chốt luôn cho chị Vũ Thị Mai nhá mọi người nhá. Không ai trả lời em sẽ chốt cho chị Vũ Thị Mai ạ. Chị Vũ Thị Mai trả 230.000.
Chị Vũ Thị Mai cho em xin số điện thoại cùng địa chỉ nhá chị Vũ Thị Mai nhá. Ok em, ok chị Mai ạ. Bây giờ em sẽ thông báo kết quả game nhá mọi người nhá. Đây ạ. Kết quả game là 60 nhá mọi người nhá. Ai đã làm đủ các bước này, chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và lên 10 các hội nhóm này, à, nhấn theo dõi kết bạn nick của em này, à, và sẽ là người đoán đúng nhất nhá mọi người nhá. Và sẽ là người em sẽ trao giải cho ai đoán đúng nhất và làm đủ các yêu cầu nhất nhá mọi người nhá, thì em sẽ trao giải cho người đấy là một thỏi son trị giá 265.000 ạ. Ok chị Vũ Thị Mai nhá. Còn ai muốn đấu giá gì nữa không ạ? Để em đấu giá lốt cho mọi người nào. Ai muốn mua gì đấu giá nữa không ạ? Để em sẽ đấu giá lốt cho mọi người nhá mọi người nhá. Mọi người muốn mua gì nữa thì mọi người comment là đấu giá BB giật tích hay son nữa đi để em đấu giá cho mọi người. Không không ai ấy nữa thì em sẽ kết thúc like nhá mọi người nhá. Còn ai muốn chơi đấu giá nữa không ạ? Còn ai muốn đấu giá son hoặc là BB stick nữa thì mọi người comment cho em biết để em đấu giá cho mọi người nhá. Còn không thì em sẽ kết thúc like nhá mọi người nhá. Nào lên mọi người, ai muốn mua gì thì mọi người comment cho em biết đi ạ. Ai muốn mua gì thì mọi người comment cho em biết nhá. Được không, em sẽ kết thúc like đi ạ. Nào mọi người có muốn mua son hay BB stick nữa không ạ? Không em sẽ kết thúc like nhé mọi người nhá. Em xin chào mọi người.